có túi xôi chú ạ. Anh em đi đường xa sợ ở nó đói nên là tôi thì ra đưa cho anh em. Vâng, đâu rồi, vào mất rồi. Con làm đưa cái đồ cho. Sao Bà đây, cầm bữa xôi này. Để đâu đây? Em ơi, cái xôi này là đem đi trên máy bay được đúng không? Để ăn là không, anh ấy không ăn được ở đồ Dubai nên là không ăn đâu. Hả? Cầm đi mà không sợ, sợ tớ sợ bạn đói. Thôi gì, tớ không nói. Đấy, tớ xin em nó rồi. Xin em, tớ cứ cầm đi. Ngại gì đấy? Trên máy bay có đồ ăn mà. Nhưng mà sợ. Đổi được nhiều mà. Đấy mà mang nhiều mà. Mang nhiều lắm. Đây. Này tí cho em. Nè. Ăn gì sợ gì? Tí không hả? À? Mang được, khổ gì? Mang lá đâu. Khổ. Ăn được. Anh Nhân này. Anh Nhân này, cầm gói xôi rồi. Cầm gói xôi nhét đâu ăn đi đường. Hả? Cầm đấy bảo mang được, ăn ăn được, ăn đi đường được. Đấy. Xôi mà. Đấy, cầm vô tư mà. Ăn đi không, cầm thì không đói. Này xong là tí. Đây. Đấy, cầm đi. Nó xin thôi, nó gì đi. Ôi, cái này của mình à? Có phải không? Túi qua đấy. À dạ. Hả? Đây. Đây. Xin rồi, xin các em ấy rồi, bảo ăn được. Rồi, nhá. Xong rồi tí ra đây uống nước nhá. Đấy đấy, rồi. Mẹ bèo, mẹ nhà muốn ăn.